Panda. I got broads in Atlanta. Sister told me in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi một event của game là Chao Cato, hay Việt Nam mình còn gọi là đi Hồn Nguyên Lâu, DCC. Thì để bắt đầu được vào Chao Cato thì chúng ta sẽ phải khi có thông báo của event diễn ra ở góc bên phải của màn hình đây, Chao Cato Entry Color, hoặc sẽ có thông báo ngay giữa màn hình như vậy. Ta thông báo là đã thời gian đi vào Hồn Nguyên Lâu thì chúng ta có thể di chuyển về tất cả các map giống như là Loren hoặc Noria, Davias, và chúng ta mua một cái gọi là áo giáp Golden Man. Sau khi có áo giáp Golden Man thì chúng ta sẽ phải thoát PT. Đây là yêu cầu bắt buộc để chúng ta vào Chao Cato và thảo về tất cả nhận biến hình cũng như là vừa. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ đi vào Chao Cato. Rồi, ở đây là giao diện của DC hay còn gọi là Hồn Nguyên Lâu. Thì sau khi đi vào Hồn Nguyên Lâu thì chúng ta được đó chúng ta đã bỏ đi nhận biến hình. Đây thì chúng ta sẽ phải mang lại một cái nhận khác nhé. Mình sẽ phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Thì event này sẽ là có PK nên anh em phải bắt buộc chuẩn bị mọi thứ trước khi vận chuyển ra, mua máu và tất cả những vật phẩm cần thiết. Thì thời gian cho một Hồn Nguyên Lâu thì trung bình sẽ là 10 phút. Và trong 10 phút này anh em sẽ phải giết quái tầm 100 con và không sẽ bị hạn chế bị rớt câu nhé anh em. Nếu như mà chúng ta rớt câu rớt khỏi Hồn Nguyên Lâu thì chúng ta sẽ như là sự thua. Thì để tránh được việc rớt câu thì thứ nhất chúng ta đánh sẽ phải đừng quay mặt với quái. Ở đây chắc rất nhiều video đã hướng dẫn anh em đi rồi, và chúng ta không được quay lưng về hố như vậy. Đây chúng ta không được quay lưng về hố và đâm quái, như vậy chúng ta sẽ bị rơi xuống này và sẽ bị văng ra khỏi Hồn Nguyên Lâu. Rồi bây giờ sẽ còn 30 giây nữa thì Chao Cato sẽ bắt đầu. Cách đi của mình thì sẽ có hai loại, mình một là bắt người trước, hai là diệt quái trước. Này mình sẽ bắt người trước nhé. Mình sẽ cố bắt người trước. Giây nữa. Mình không mua bút gì cả. Rồi. Đó. Đấy, quái nổ nha, thấy. Đấy, mình bị đuổi lui này. Đấy, mình sẽ rồi, như vậy là chúng ta đã win CC. Ta giết được 32 quái và một người. DW thì có vẻ như đã tự sát. Như vậy là chúng ta đã kết thúc Hồn Nguyên Lâu. Và phần thưởng của chúng ta đây, một đồ thần và một hộp rút. Và chúng ta sẽ phải đợi thời gian sau khi Hồn Nguyên Lâu để ngược và chúng ta sẽ được trả về map Davias. Như vậy là sẽ như là kết thúc Hồn Nguyên Lâu của chúng ta ngày hôm nay. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở cả Hồn Nguyên Lâu tiếp theo.